bị bệnh mà ông Tư không có nhà nên Lý mua cho Tài ăn á. Cảm ơn Lý nha. Ăn đi mà hết bệnh nha. Ăn đi. Sao Lý lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy? Bộ Lý thích nó hả? Ông bị khùng hả? Bạn tôi ai bệnh thì tôi cũng vậy thôi. Ông giỏi thì bệnh đi. Lý sao tự nhiên tôi chóng mặt quá. Chóng mặt thì về nhà ngủ đi, đứng đây làm gì vậy? Đại ca, hay là đại ca thử giảm vào cái đinh đi đại ca. Rồi đại ca bị phong đòn đánh, rồi chị Liếm sẽ yêu đại ca hơn đó đại ca. Mày giảm trước đi rồi tao giảm. Rồi. Em nghĩ đại ca nên ra ngoài kia để cho con chó dại cắn đại ca một phát. Đại ca mà phát bệnh dại thì ôi rồi ôi. Chị Liếm sẽ yêu thêm đại ca hết lòng hết dạ. Chó cắn mày. Có em cắn lại con chó. Tụi bay nhảm quá, nghĩ cách khác đi. À, có rồi. Tụi bay làm cái gì vậy? Ê! 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 Xin lỗi đại ca, cách này hơi tàn nhẫn. Đón xem tập 17 sitcom Ngũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 28 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7.